Đây giờ mấy anh em đang chuẩn bị đưa chiếc xe Honda lên luôn. Đó, mua xe hơi tặng xe Honda là có thật nha cả nhà. Cục chắc chưa? Này nó không có cái thế dằn đó nha. Cục cái chạy cửa nó sập cũng không thật. Còn cái này phải lóc cái này vô chốt luôn đó nha. Đó, mấy anh em mua vô chiếc xe này vừa về tới Đắk Lắk luôn nè. Fairy máy xăng. Tắt chìa khóa để tí nó hết bình luôn á. Mỹ ơi. Tí hồi trong mũi được ngoài mũi được.